Bữa có anh khách nhắn cho Kim Hoa là bảo tắm ướp Kosmos hàng tốt thật mà giá cao quá, có nào rẻ hơn không em? Kim Hoa xin được phép đính chính lại cho em tắm Kosmos một xíu nha. Giá em nó không phải cao đâu anh chị, mà tại vì cái mức giá của em phù hợp với chất lượng mà em nó đem lại cho người dùng. Còn như nhu cầu sử dụng của mình ít hơn xíu, muốn xài sản phẩm tốt nhì thôi, giá cả mềm hơn thì có thể tham khảo qua tấm Galawood như công trình ngày hôm nay nha. Tấm Galawood thì cũng là sản phẩm được Kosmos phân phối ra thị trường luôn, thuộc phân khúc tầm trung. Anh chị mình muốn làm đẹp cho nhà cửa mà ngân sách thì có hạn chút xíu thì chọn em nó là chuẩn chỉnh luôn ha. Mẫu hôm nay sử dụng có bề ngang là 40cm, dày 9 ly. Về mẫu mã thì tấm Galawood hiện cũng có rất là nhiều mẫu rồi, từ màu vân gỗ đậm đến nhạt nè, rồi vân mây hay là vân vải, vân giấy đều có luôn. Anh chị có thể dễ dàng lựa chọn mẫu mã phù hợp cho không gian nhà mình nha. Ví dụ như công trình ngày hôm nay là ốp trần với tấm Galawood vân giấy trắng. Anh chị nào mà thích đơn giản thanh lịch thì chọn mẫu này là đúng bài luôn rồi. Lên công trình đẹp long lanh mà chi phí cũng khá là tiết kiệm. Bên cạnh đó mà mình không có thích dạng phẳng như trong video mình muốn chọn dạng sóng thì cũng có luôn nha. Tấm Galawood có đồng màu giữa dạng phẳng và dạng sóng, cho nên ai mà thích tạo điểm nhấn nè thì kết hợp cả hai kiểu lại với nhau rất là xuất sắc luôn. Ngoài ra dòng tấm ốp Galawood cũng đi kèm với bộ nẹp đồng màu để mình thi công tạo được sự đồng bộ và hài hòa cho cả công trình mình luôn. Quay lại chủ đề chính của video ngày hôm nay đó là giá của tấm ốp phân khúc tầm trung thì là bao nhiêu tiền mét vuông. Thì với dạng phẳng giá cho 1 mét vuông hiện tại là 160.000 nha các anh chị. Còn với tấm ốp dạng sóng thì sẽ nhỉnh hơn một chút xíu. Anh chị cũng biết mà, sản xuất tấm ốp dạng sóng thì sẽ tốn nguyên liệu hơn đúng không ạ? Thì giá vật tư là 250.000 cho 1 mét vuông. Nẹp thì có giá dao động từ 30 đến 50.000 cho 1 mét dài nha anh chị. Video này là Kim Hoa báo giá vật tư tấm ốp và nẹp để mình tham khảo trước. Đừng anh chị nào hiểu lầm là cái giá này là trọn gói, xong rồi mấy bên thi công báo cái giá khác lại trách Kim Hoa là báo giá tào lao, tội em lắm nha. Hay là anh chị muốn Kim Hoa làm video báo giá trọn gói thi công theo từng công trình thì có thể để lại comment, ví dụ như công trình ốp trần phẳng nè, trần giật cấp hay là ốp tường, ốp vách ngăn gì đó. Kim Hoa sẽ làm video phân tích và giải đáp cụ thể đến anh chị mình luôn. Chứ mỗi kiểu công trình thì chi phí nó cũng khác nhau dữ lắm, Kim Hoa không có báo giá chung chung được ha. Ngoài ra thì các anh chị có nhu cầu thi công tấm ốp Galawood cũng đừng quên để lại comment khu vực cho Kim Hoa được biết. Kim Hoa sẽ gửi thông tin đại lý gần nhà mình để khảo sát và tư vấn cụ thể. Từ đó đưa ra một giá trọn gói chuẩn chỉnh nhất theo nhu cầu của các anh chị mình nha. Cảm ơn đã theo dõi video và tôi là Kim Hoa đến từ Kosmos Việt Nam. Kosmos vừa tốt lại vừa bền.